Ồ, chết cá mè Vinh. Dính cá mè Vinh nữa mà nó chết đâu, dính hôm qua hồi tối á. Xin ơi. Cá siêu to rồi các bạn ơi. Ồ, dính cá to, cá to các bạn ơi, để mình rơm lại cho các bạn xem ơi. Quẩy luôn các bạn, còn quẩy luôn nè. Còn sống hả? Còn. À, im quá, im quá, cá bự quá các bạn ơi. Đó 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 đó. Chỗ 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 canh kìa, chỗ canh kìa. Bên trái, bên trái, bên trái. Dính cá chê các bạn ơi. Ồ, cá chê gì vậy? Cá chê trắng. Ồ, dính được thêm cá em cá chê trắng nữa các bạn. Ê, chào cả nhà nha. Hôm nay mình hai anh em mình sẽ đi dăng lưới ba màng các bạn ơi. Dăng cái con kinh này. Giờ mình chuẩn bị đi thả lưới dưới sông. Rồi, dưới đi cái hầm này nè các bạn. Rồi đi kiếm cá ăn nha các bạn. Đây đi lên nè. Rồi cả nhà ơi, anh em mình đã soạn lưới tay lưới cây rồi đầy đủ rồi. Bây giờ mình chiến cái hầm nè. Tính dần qua đâu anh? Xeo đâu? Lưới dài khoảng nhiêu? Đủ không? Không không biết cả, cỡ đây qua bển á. Vậy thì dân xéo đủ thôi à. Ừ. Giờ thôi anh lấy một cây với lại lấy dây theo đi. Đây sợi sợi dây ra anh này. Rồi đi đi. Tiếng ăn cực không. Mình làm kiểu này cho nó đỡ tốn công nha các bạn. Đây cả nhà ơi, đây mình dăng qua tới mía hầm bên bển luôn, nhưng mà vẫn còn dư lưới đây rất là nhiều hả các bạn. Rất là còn nhiều dư lưới, bây giờ anh em mình sẽ cố gắng dăng cho hết cái tay lưới này luôn. Đặng chiều nay hoặc là mai ra thăm ha. Hôm nay mình sẽ đi thăm lưới dăng hôm qua các bạn. À. Sao mình thấy... cá lâu đâu mất tiêu cái phao mình luôn các bạn. Cá bự hay gì các bạn ơi. Phao mà nó chìm hết trơn các bạn ơi. À, này săn chim nữa. Có gì đâu mà săn mà. Không bắt mấy cá rô phi nướng đi lộn. Bắt mấy cá rô phi nướng đi. Có con cua rồi. Đâu? Trên chiếc xe. Bự không? Bự, cung ngói đỏ. Cung ngói đỏ hả? Rồi bây giờ mình sẽ thăm lưới nha các bạn. Rồi cái này xuống không được các bạn ơi, mình lội yếu lắm. Có hú lên cho anh lành. Má bị lục bình nó ấy á. Bình máng à, kệ đi. Thầm không biết cá lâu, cá bự lâu vô đó anh ơi. Mình sẽ rum lần theo anh lành hơn các bạn. Em có thể thử có cá không chứ này, đây là nước sâu lắm. Vuốt đó, cầm vuốt á. Cầm vuốt á anh. Cái này dính dưới đây trơn à. Chị ra cái phút này kia chứ. Nó mới chì với phao vuốt cái xả. Gọn ngay gốc cây rồi. Rồi, cái nào ngay bỏ đi anh ơi. Mình sẽ đâm lần lần theo anh lành đi. Chứ bây giờ xa quá thì mình lội yếu quá thì mình ra ngoài giữ không được cái máy quay nữa thì nó ướt các bạn. Mình đâu rồi, đến lâu dưới đây giữ người ta. Trời, cá lâu vô. Cá lâu vô á, cá bự á. Cá bóng kiến. Vinh cá lâu kiến à. Lâu kiến. Sẽ qua đây mình quay cận cảnh gần hơn, rõ hơn cho các bạn xem nha các bạn. À, các bạn thấy là nào đó, người dân miền Tây thường thường cột hai cái canh nhựa vậy đó các bạn, đi cho nó rất là dễ, nó không có chìm thoải mái nữa. Nó bây giờ anh thăm lưới lần lần qua đó các bạn. Bên bển mình quay nó hơi xa không rõ, cái mình qua đây mình quay cho nó chính xác hơn, nó gần hơn các bạn.
Có không anh? Ô mày Vinh, mày Vinh. Vinh được cá mày Vinh hơn các bạn. Chết lâu chưa? Ủng chưa? Phải lên luôn anh ơi. Khoan khoan giữ luôn. Hãy giữ luôn đi, cầm luôn. Trội lên đây, trội lên em. Ô cá mày Vinh to luôn hen các bạn. Rồi chim luôn rồi. Bỏ luôn hả? Cá mày Vinh chết hơi lâu rồi các bạn, uổng quá các bạn ơi. Ồ chết cá mày Vinh. Dính cá mày Vinh nữa mà nó chết rồi, dính hôm qua hồi tối á. Xin ơi. Ô dính cá to, cá to các bạn ơi, để mình rơm lại cho các bạn xem ha. Ừ. Còn con sống hả? À, im quá, cá bự quá các bạn ơi. Quá im. Ô, cá to thì các bạn. Cá gì anh Lành? Mày cám hả? Ô, quá im. Wow, đã dữ trời. Rất là đã ăn các bạn. Sướng. Đây, có phanh nhí nữa các bạn. Đây đứng đây nè. Thấy anh em mình quay ra đứng nhìn coi nè. Nắng con vô mát ngồi con. Ồ, cá mè cám quá ngon các bạn ơi. Không biết đường gỡ luôn hả? Cá to quá vô nó quắn tùm lum hết luôn các bạn. Hy vọng sẽ có một con nữa hả các bạn. Ồ to, con nửa ký không anh Lành? À hơn nửa ký hả các bạn. Đây là nói là hơn nửa ký, to lắm ha. Quá đã. Còn sống không? Còn sống thảy lên bờ luôn ha, để mình ấy dưới là nó xảy á. Được rồi. Ok. Các bạn ơi. Quá im. Đây. Ồ, quá hấp dẫn à. Mới có con đầu tiên rồi, con mày Vinh chết sình rồi. Ủng quá. Mày Vinh bành kia. Mày Vinh nó bự không anh Lành? Ba ngón tay. Ô đây mày cám này. Siêu to các bạn. Chết rồi. Không. Sống còn sống ha. Bò bê bò. Ờ, bò vô. Cầm bò, thì tự bò. Bò cầm quay luôn. Bò cầm bò. Ồ. Anh sợ. Bự quá sợ. Đây đây. Cho mình mượn nè. To đùng luôn các bạn. Ôm không chết luôn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ vô bao ha. Ồ, quá im. Kiếm thêm con nữa về nướng ăn anh Lành ơi. Đó. Chỗ canh kìa, chỗ canh kìa. Bên trái. Ồ, cá chê gì vậy? Ồ, dính được thêm em cá chê trắng nữa các bạn. Đó, im. Quá hấp dẫn rồi. Đây lưới này mình giăng hôm qua nè các bạn, bữa nay mình đi thăm nè. Còn tươi không? Mới dính, cá mới dính các bạn ơi. Còn tươi rõ nha. Quá êm. Bắt luôn Thanh, về nướng luôn. Cá chê trắng cũng ngon á. Ở đây mình hiếm, giờ hiếm cá chê vàng ăn các bạn. Còn khúc lớn nữa phải không? Rồi thảy lên. Uốn đầu bắt ra thôi. Đây các bạn ơi. Thôi được thêm em cá chê trắng nữa các bạn. Ngon á. Đó, mình được hai em ha. Hy vọng ha. Đó các bạn thấy con cá này dính nổi lên bình không? Đó các bạn.
dính cá chê nữa kìa, dính cá chê nữa kìa. Còn tươi không, còn tươi không? Ờ, à, cá mới chết mà. Quá im, cá mày dính nổi lên phình cho lưng anh kìa. Cái gì mà dính đó mình dính rồi mà nó dính hơi sớm á các bạn, rồi nó chết. Mình sẽ để tay lưới này mình thăm luôn các bạn. Nó có kết quả thì mình sẽ quay và đăng lên cho các bạn xem, còn không có kết quả thì mình không đăng nha. Đó, dân dã miền Tây đang vậy đó các bạn. Ngoài đồng nè, lúa ở đây mình quê mình chỗ rồi nè. Bên đó người ta trồng rau màu. Rồi. Đây, lụm thanh. Này chơi trắng phải không? Trắng à. Ồ, chơi trắng nướng mới ngon. Wow, hấp dẫn quá. Rồi, bỏ vô được ba em ơi. Ráng kiếm thêm em này tóm nữa là tuyệt vời luôn anh ơi. Còn nữa là ok luôn á. Đó, rồi, giữ. Cá bóng à. Ê, cá lầu kiến. Cá lầu kiến ha. Bỏ luôn. Hy vọng sẽ kiếm thêm em ngon ngon nha các bạn. Rồi đó. Dính không? Ơ đây dính thêm cái nữa nè. Im. Còn lấy, con này cũng mới dính phải không? Đỏ. Còn sống luôn hả? À. Đây, dính thêm em nữa ăn. Cá này mới chết. Coi dữ à. Đây, cái đầu này gì vậy? Ồ, chúc mình căng rồi cái dây này luôn anh Lành ơi. Hôm qua em buộc á. Đây, quá im. Ở đây cá mày cám ăn là sẽ ngon ha các bạn. Mình nướng đi. Chỗ này. Nè. Bánh nhí được quá luôn rồi. Là mát ngon kìa con. Chúc mình sẽ chỉnh dây này luôn ha các bạn. Dùng quá. Ồ, quá im. Được hai mè cám hai. Không nhỏ hơn con mới nã anh. Nhỏ hơn không? Nhỏ hơn con mới nã 9-10 hơn các bạn. Bây giờ anh mở cái miệng thôi. Quá im. Không phí nha. Phí công mình bỏ lưới qua một đêm các bạn ơi. Mình biết đêm là cá nó đi dữ lắm. Wow, hấp dẫn quá. Hấp dẫn. Rồi lên đi. Đó, vô Thanh ơi, vô Thanh ơi. Đây, quay gần cảnh đây. Các bạn ơi. Đó, vô vào. Quá hấp dẫn. Đó, hai mè cám, hai cá chê. Quá tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sửa lưới em các bạn. Rồi anh em mình sẽ đi về nướng dùng ha. Kết quả dân lưới của anh em mình được hai con cá mè cám ha, với lại hai cá chê trắng. Nói chung là rất là ngon anh các bạn. Rồi anh em mình làm về cái series dân dã đồng quê rồi đó, sẽ đi dân bắc rồi cái mùa dịch nè các bạn. Và các bạn nhớ nhấn ủng hộ anh em mình, cho anh em mình một like, một đăng ký kênh nha các bạn, để tạo động lực cho anh em mình làm thêm nhiều video nhiều về cảnh đồng quê dân dã nó thật hấp dẫn hơn nữa các bạn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào tạm biệt các bạn ha. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Rồi chào các bạn.